Cháu ơi là cháu ơi, bà thương bà nhớ hết hơi ơi, cháu à. Cháu ơi là cháu ơi. Con ơi, thế là mẹ con mình phải chia ly, mỗi người một ngả chẳng thấu đường đi lối về. Nơi ấy cuộc sống bộn bề, chẳng có cha mẹ cận kề ai lo. Thôi thôi, mình ngậm cái mồm vào để cho con nó yên lòng ra đi. Ngoạc cái mồm ra giải quyết được vấn đề gì? Anh có đẻ nó ra đâu mà anh son. Tôi mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn bay màu cả thanh xuân. Có thương có xót thì việc cũng đã rồi, làm thế nào được? Tôi cũng buồn lắm chứ. Mày thì chỉ buồn cái mồm thôi, buồn mồm lại nhớ tới cái trai, chén anh chén chú lại dài tối ngày. Việc nào đi việc đấy, mẹ buồn cười thật đấy. Con ơi là con, mẹ thương con lắm, con ơi là con ơi. Anh Ngao ơi, em không ngán anh nữa đâu, anh đi để lại âu sầu cho em. Vẫn nhớ như in những buổi chiều chúng ta ăn kem, rồi anh rủ em tòm tem ở bờ rào. Xuống mà nhặt cỏ lúa đi, đời còn dài mà dai thì nhiều, không may nó phải ra đi thì mình yêu đứa khác làm gì phải kêu than. Bố có yêu anh ấy đâu mà biết. Bố mày có hâm đâu mà yêu nó. Anh ấy đối tốt với con, mỗi tuần tặng cả bì son lụa là, rồi con sống biết trên biết dưới và thủy chung. Biết trên thì được, nhưng mà biết dưới là hỏng rồi. Ông ơi, bác buồn quá ông ơi. Cô buồn thì về mà đi, lại còn ra đây kể với nó nữa. Bác buồn cười thật đấy. Buồn là em buồn lòng buồn dạ, chứ buồn cái gì mà đi. Ông ơi, con có thương thằng Ngao nhà bác không? Con thương lắm chứ. Vừa thương lại vấn vương bùi ngùi, ngày nào cũng ngồi rung đùi thở than. Ôi anh Ngao ơi là anh Ngao ơi, ôi anh Ngao ơi là anh Ngao ơi. Lạy vong linh các cụ dẫn dụ đưa đường để cháu Ngao thuận buồm xuôi gió chín hướng mười phương. Nhà Hến Sò có ai ở nhà không đây? Hến Sò ơi. Cô sang chơi, cô vào trong nhà uống ở chén nước. Dạ thôi, cứ ngồi ngoài sân này cho thoáng cụ ơi. Nghĩ tới thằng Ngao mà tôi đau lòng buốt mề quá cô ơi. Thằng nhà cháu may quá thoát nạn, chứ không là cũng giống thằng Ngao bên này đấy. Nhà cô có nhiều tiền thì cháu bên đấy nó mới được thêm. Vợ chồng Hến Sò một xu dính túi chả có, nên nó có giúp gì được cho thằng Ngao đâu. Mẹ cứ kể lể làm cái gì, khổ thế. Nó đi cũng tốt chứ sao mà. Sư cha nhà mày, cái loại bố không biết thương con. Giời. Anh Ngao, anh đi anh có nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ bà của em. Nhớ thì nhớ em thôi chứ nhớ gì bà em. Anh đi thật à? Chuyện trẻ con đâu mà đùa đường. Đời trai khói lửa sông pha, ra ngoài thử thách cũng là điều hay. Anh đi bao người nhớ đêm nhớ ngày, thương anh sương gió mặt mày xác xơ. Mới thì vậy thôi, chứ dăm bữa nửa tháng lại bình thường như cân đường hộp sữa nghe ấy mà. Đời trai đâu ngại gió sương, gian nan vất vả mới là đường nên đi. Phẳng lặng quá thì còn hứng thú gì. Thế anh đi xa, có món quà gì cho anh không đây? Có chứ, em chuẩn bị rồi đây. Vật này không thể thiếu với em, anh nhìn thấy nó như là em đang có bên chàng. Đây. Xem cái gì nào. Ừ.
hồi hộp quá. Ôi giời ơi, sao lại tặng anh xích líp? Thế mà bảo không thể thiếu với em, tưởng cái gì quan trọng lắm. Thì ngày nào em chẳng mặc, không thể thiếu là đúng rồi còn gì. Giây phút chia xa, mẹ muốn dặn con vài ba điều. Thứ nhất là phải ăn uống nhiều, cứ tọng thật lực cho diều nó căng, sống chân thật đừng có nhì nhằng nhớ chưa. Ngào ơi, con đi bao giờ mới về, để bà thương bà nhớ não nề ruột gan. Con vào trong quân ngũ để rèn luyện, bảo vệ tổ quốc quê hương. Con đi, hết nghĩa vụ con lại về, chứ có lên trời đâu mà mẹ với bà cứ kêu oai oái như là gà mái thế. Bà với mẹ con nó chẳng mái thì trống đâu. Bà thương con lắm con ơi. Thương thì phải động viên cháu nó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cha ông ta đã có công dựng nước thì các thế hệ sau phải biết giữ gìn và bảo vệ non sông. Người ta vẫn thường nói là xa mặt thì cách lòng, yêu thì yêu thật, nhưng em vẫn đặt vòng sớm đi. Anh dở hơi à? Người ta chưa lấy chồng lại bảo đi đặt vòng. Thì cũng phải phòng tránh nguy cơ tiềm ẩn chứ. Không đặt thì thôi, anh có cái này, chắc chắn luôn. Cái gì đây? Cái này để giúp bảo vệ tình yêu, phòng tránh trường hợp em siêu bộ lòng trong lúc anh đi tòng quân. Anh đi nhé. Lên đường rèn luyện bảo vệ non sông, gian nan vất vả vẫn không nản lòng.